Bây giờ thì anh sẽ cho em xem là cái dáng môi mà sau khi mà nó được thiết kế nha. Thì cái dáng môi của em á, mong muốn là cái dáng môi trái tim nè. Thì anh sẽ vẽ cho em một cái độ gợn môi, nhưng mà cái môi của em nó mỏng quá đó, nên là anh sẽ cho cái độ dày môi từ cái chỗ phần tim đến cái phần đỉnh môi á, nó sẽ bằng nhau. Thì khi mà anh đo là anh sẽ xác định của em là sẽ tầm khoảng 7 mm nha. Thì có nghĩa là cái phần tim môi của em nó không có quá nhọn, nó vừa phải thôi. Và hai bên nó sẽ kéo, nó thu gọn lại từ từ. Thì cũng như là từ 7 mm nó còn lại 6 ly rồi 5 ly nha. Thì như vậy khi mà em khép môi á, cái môi của em á, nhìn nó có cái khóe cười nó rõ hơn. Còn nếu mà em thu nhiều quá thì thành ra cái môi trên nó lại mất đi nhiều, nên là anh sẽ không có cắt cái môi trên ở chỗ cái phần khóe của em nó quá nhiều để tạo cái độ gợn môi cho nó rõ nha. Còn ở dưới á, thì nó sẽ hơi dày, nên là anh sẽ tạo hình hai cái khóe ở môi dưới là chủ yếu nè. Và tạo thêm một cái độ căng đầy ở phần ngay giữa môi á. Với lại anh thấy cái môi của em nó hơi bè, nó không có được gọn, nó không có được chúm chím, nên là một lát nữa anh sẽ làm cho cái môi của em á, khi mà khâu lại rồi những cái môi nó sẽ có độ đẩy hơn, nhưng mà nó thu gọn, nó chúm chím vào bên trong hơn nha. Cái phần thịt mông sẽ lấy nhiều hơn ở ngoài môi, tại vì nếu mà ngoài lấy nhiều quá thì thành ra cái môi nó bị hụt á. Rồi ok, thì mình tiến hành làm nha. Thì bây giờ anh sẽ gây tê cho em. Thì trong cái quá trình mà gây tê á, nếu mà em cảm thấy mà đau quá thì mình cứ hít sâu vô, mà hít một hơi thật sâu vô xong mình thở ra ha. Đó là cái kinh nghiệm khi mà anh làm phẫu thuật, khi mà mình làm những bước mà mình gây tê như thế này á, khách hàng hít sâu vào và thở ra sẽ cảm, cái cảm giác mà đau á nó sẽ giảm đi rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ anh sẽ thực hiện là đốt plasma cho mình. Thì cái quá trình này á, nó hầu như là hoàn toàn không đau nha. Cái máy nó đi đến đâu á là cái đường cắt nó sẽ mượt đến đó luôn. Thì bây giờ đa số là sẽ không có dùng lưỡi dao nữa mà sẽ dùng máy. Thì cái máy nó có cái công dụng là đi đến đâu nó sẽ hàn mạch đến đó, để cho em không có bị chảy máu nhiều nè. Đến khi mà hoàn thiện rồi á, thì cái môi của mình nó sẽ vào form rất là đẹp, mà nó không có bị sưng nề hay là nó bị lệch luôn. Là cái này nó sẽ đúng theo cái đường vẽ. Thì em nhìn thấy á, là cái đường máy chạy nó rất là khô ráo ha. Thì khi mà mình cắt tạo hình xong cái môi trên rồi thì bác sĩ sẽ tiến hành khâu lại cho mình. Thì cái chỉ bên anh thực hiện cho em là chỉ tiêu. Thì cái chỉ tiêu này sau 7 ngày nó sẽ tự nó tiêu đi nha, mình không cần phải cắt chỉ. Thì bạn nào mà ở xa đó thì có thể thực hiện chỉ tiêu đó, để mình không cần phải mất cái thời gian mình đi xa xôi lên đây để mà mình cắt chỉ nha. Còn nếu mà các bạn ở gần á thì thực hiện chỉ cắt thôi đó, tại vì cái chỉ cắt á, thì nó sẽ mảnh hơn, nó sẽ làm cho cái đường khâu của mình á, nó đẹp hơn, là nó không có bị những cái nếp ngấn và cái đường chỉ nó to như là chỉ tiêu nha. Cái này tùy lựa chọn của mỗi người thôi. Môi dưới sau khi mà má đã được cắt tạo hình, bây giờ bác sĩ cũng sẽ tiến hành khâu lại. Thì các bạn thấy hồi nãy là cái môi dưới á, là nó bị bè ngang á. Thì sau khi mà thu túm lại rồi thì cái môi nó có độ chúm chím hơn nè, và môi dưới nó có độ đẩy ra hơn, nhìn môi nó gọn hẳn luôn nha. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đạt đâu, tại vì môi của bạn là môi mỏng, nên là bắt buộc phải có thêm tiêm filler vào để cho cái môi nó được có cái độ mọng hơn nè, và cái form môi nó sẽ rõ dáng hơn rất là nhiều. Thì đầu tiên là bác sĩ sẽ tiêm cho em cái môi trên để cho nó có cái độ rõ nét ở phần tiêm môi nè. Sau đó là ở phần hai bên cái khóe môi cũng tiêm một chút xíu để tạo cái độ gợn môi ha. Tại vì khi nãy á, mà cái môi của em nó được gây tê rồi, nên là bây giờ làm thì hầu như cảm giác đau nó không có nha. Độ bền của filler thì nó sẽ được 1 năm. Thì đa số là bác sĩ sẽ áp dụng đi filler thêm cho những bạn mà muốn cắt môi nhưng mà cái môi nó quá mỏng á. Thì khi mà mình cắt rồi, cái môi nó sẽ ra được cái form, nhưng sau đó mình sẽ tiêm filler vào để mình làm cho cái form môi của mình nó chuẩn, nó ra dáng 100% nha. Đây là cái quá trình tiêm mà tạo hình môi dưới nè. Thì cái tạo hình môi dưới thì mình sẽ tiêm hai cái phần trái môi đó, để cho nó ra đúng cái dáng môi cubic như bạn mong muốn đó. Còn hai bên khóe thì không cần phải tiêm luôn nha. Trong quá trình tiêm mình sẽ cân chỉnh, mình xem cái lượng filler đưa vào nó có đều hay không, rồi bên nào to bên nào nhỏ để mình nắn bóp lại để cho nó đều ha.
thì hiện tại thấy bên này vẫn còn thiếu một xíu nên bác sĩ sẽ đưa một chút filler vào để cho hai bên nó đều nha. Như vậy là mình đã xong được cái môi dưới rồi. Thì nhìn lại bên trên thì thấy vẫn còn hơi lép, nên là bác sĩ sẽ tiến hành tiêm thêm một tí xíu ở chỗ cái phần viền, để cho cái phần viền nó có cái độ căng, nó có cái độ đẩy lên nha. Sau khi mà tiêm viền xong rồi, bác sĩ cũng sẽ tiến hành tiêm mở cái phần mà hai cái chỗ cái tim môi á, để cho cái phần tim môi nó có độ dẫn lên. Cái quá trình này á, tiêm á, thì nếu mà mình không có thuốc tê á thì nó sẽ hơi buốt nha. Còn cái này do là mình cắt môi mình đã có tê sẵn rồi nên là tim cũng không có cảm giác đau luôn á. Khi mà mình vừa tiêm mình vừa bóp như thế này là sẽ giúp cho filler nó giữ cố định, nó không có bị chạy, không có bị tràn ha. Tiêm xong rồi thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái lúc mà môi nó hoàn thiện nó sẽ như thế nào. Môi vào form rất là đẹp luôn nha. Và đây chính là cái dáng môi mà sau khi thực hiện xong kết hợp giữa cắt môi và tiêm filler tạo hình môi nha cả nhà. Filler là 1cc ha, còn cắt thì tạo hình môi trên và môi dưới luôn. Có tạo thêm cái khóe cười nữa. Khi mà khép môi lại, môi có cái độ gần cong rất là đẹp luôn. Thì bạn nào đang muốn thực hiện cắt môi nè thì cứ inbox tư vấn với bên mình, sẽ chọn ra cái dáng môi phù hợp nha. Mỗi một người sẽ có một cái dáng môi khác nhau, tùy vào cái khuôn mặt nó phù hợp với dáng môi nào nữa. Chứ mình không thể nào mình thích cái dáng môi đó mà làm lên nó không hợp, nó cũng không có đẹp luôn nha cả nhà.